Dạ kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa ông bà cô bác hiện đang có mặt vào buổi tang lễ cuối cùng sáng ngày hôm nay. Và trước giờ tiến hành nghi thức lễ động và di quan, toàn thể gia quyến, các con các cháu xin được đứng trước linh cữu của một người cha, một người ông. Và đại diện gia đình là người con trong gia đình xin được rót lên ba chung rượu lạc cùng với ba lại tri ân để xin có đôi lời cảm tạ. Và chung rượu thứ nhất, con xin kính trình lên các giới: thổ thần, thổ công, đất đai dương trạch, ông bà cửu quyền, thất tổ nội ngoại hai bên. Xin chứng cho gia đình con được phép ra cái buổi lễ di quan, vì chút lát nữa đây sẽ tiễn người cha, người ông về nơi an nghỉ cuối cùng thiên thu vĩnh biệt. Xin ông bà nhận lễ. Và chung rượu thứ hai, xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để cho gia đình tổ chức tang lễ cho người cha người ông tại tư gia được trang nghiêm và viên mãn. Gia đình con xin thành thật biết ơn. Con xin cảm ơn hội Phật giáo, hội người cao tuổi, quý cơ quan ban ngành đoàn thể, quý công ty xí nghiệp doanh nghiệp, quý tình thông gia xuôi nghĩa cùng thân bằng quyến thuộc, bà con cô bác lối xóm láng giềng, bạn bè thân hữu hiện đang có mặt vào buổi tang lễ cuối cùng sáng ngày hôm nay. Ông bà cô bác ơi, trong suốt mấy ngày vừa qua, gia đình con không may gặp phải cảnh tang sầu, phải chịu một niềm đau sanh ly tử biệt. Gia đình con đã mất đi người cha hiền yêu kính, mà suốt cả cuộc đời này cha chỉ biết tận tụy hy sinh chăm lo cho các con các cháu khôn lớn đến ngày hôm nay. Mà giờ đây các con thì đã mất đi một người cha, còn các cháu thì đã mất đi một người ông, họ hàng thân thuộc, bà con cô bác lối xóm láng giềng đã mất đi một người thân, một người bạn láng giềng mà bao năm trường với tình làng nghĩa xóm. Ông bà cô bác ơi, không có nỗi đau nào bằng sanh ly tử biệt, không có nỗi mất mát nào bằng gia đình đã mất đi người thân yêu nhất. Thì trong suốt mấy ngày vừa qua khi hay tin, ông bà cô bác đã không quản ngại đường xa xa xôi, nhín chút thời gian quý báu của mình đến đây trước an ủi, sau cũng thắp hương cầu nguyện cho hương linh của cha của ông được giảng sanh về nơi cõi Phật. Và trong khi tang lễ còn hoàn tại gia đình con biết chắc rằng rất có nhiều điều sơ sót, cũng mong ông bà cô bác hãy vì tình cảm mến thương với gia đình mà hãy niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Thâm ân đó, nghĩa cử đó, gia đình các con các cháu nguyện khắc cốt ghi tâm. Và giờ đây là chung rượu thứ ba, là chung rượu sau cùng đưa tiễn. Đã sắp đến giờ làm lễ di quan, xin thay mặt gia đình xin đặc biệt cảm ơn cơ sở mai táng Tư Lợi đã đem cổ áo quan về đây để tận liệm cho cha cho ông thật là tận tình và chu đáo. Và trong suốt mấy ngày vừa qua đã tạo hết mọi điều kiện, mọi phương tiện để lo cho đám tang của cha của ông thêm phần trang nghiêm long trọng và đạt thành viên mãn. Và con xin cảm ơn quý chư tôn đại đức tăng ni Phật tử đã đại giá quan lâm về đây có những hồi kinh tiếp dẫn hương linh để cho cha cho ông được giảng sanh về nơi cõi Phật.
Xin cảm ơn ban nhạc lễ, nhạc tây đã góp tiếng trống, tiếng kèn để đám tang thêm phần long trọng. Và con xin cảm ơn các cô, các dì, các chị phụ bếp ở phía sau đã phụ lo từ bữa cơm, bữa nước. Và xin cảm ơn các bác, các chú, các anh ở phía trước đã lo từng điếu thuốc chung trà về các mặt lễ nghi cho gia đình tang lễ. Và xin cảm ơn các anh, các chị ở phía bên ngoài đã giữ xe cho gia đình trong suốt mấy ngày vừa qua, đã dãi nắng, dầm mưa. Xin cảm ơn đội ân công của cơ sở mai táng Tư Lợi đã về đây để tận liệm và di quan tấm thân cuối cùng của cha của ông. Biết chắc rằng trên đường đi rất là nhiều cực khổ, nhưng mong các anh cũng hết lòng cố gắng vượt qua để đưa cha, đưa ông của chúng em về nơi an nghỉ cuối cùng thiên thu vĩnh biệt. Và kính thưa toàn thể ông bà cô bác, và chẳng còn bao lâu nữa, chỉ còn ít phút giây ngắn ngủi nữa thôi, cháu cũng xin thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể ông bà cô bác hãy nán lại gia đình cháu vài giây phút nữa, và cùng gia đình cháu tiễn đưa người cha, người ông của chúng con về nơi phần mộ. Giờ đây, trong khoảnh khắc tĩnh lặng chia tay này, gia đình con không biết lấy gì để đền đáp tấm chân tình bà con cô bác cho đầy cho đủ, thì xin ông bà cô bác hãy hoan hỷ nhận cho gia đình con đôi chung rượu và ba xá, để cho gia đình các con các cháu được đồng cảm tạ. Gia đình mình xá ba xá đi cô chú anh chị. Cha ơi, ân sanh dưỡng suốt đời các con ghi tạc, còn nghĩa sanh thành các con khắc bài trong tim. Nắng mưa cha đã dạy dầu, nuôi con khôn lớn chẳng lời thở than. Cha ơi, nhớ thuở hồi còn nhỏ, mỗi lần anh chị em con mà đi đâu xa thì cha cứ trông đứng trông ngồi. Rồi khi lớn lên các con đã thành nhân chí mị, thì cha với mẹ là người đã dựng vợ gả chồng. Rồi anh chị em con, người thì vì bên chồng, người thì vì bên vợ, người thì vì cuộc sống mưu sinh, nên thỉnh thoảng lâu lâu mới về thăm nhà, thăm cha một lần, để cho cha phải mỏi mòn nhớ thương. Rồi hôm nay cái ngày này, các con các cháu đã khôn lớn và tề tựu vậy đấy đầy đủ, thì hỡi ơi, cha đã không còn nữa. Cha ơi, còn đâu nữa bóng dáng thân gầy guộc, thấp thỏm chờ trong các con về. Cha ơi, dẫu có lớn mấy, nhưng mà các con vẫn muốn được tha thiết gọi hai tiếng cha ơi, ông ơi triều mến. Nhưng từ nay có gọi cha gọi ông chỉ là trong giấc mộng mà thôi. Cha ơi, giờ đây anh chị em con đang đứng trước linh cữu của cha, chúng con xin hứa rằng sẽ khắc cốt ghi tâm những lời cha đã từng dạy. Anh chị em các con các cháu của chúng con sẽ yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, để cho cha được ngậm cười nơi chính suối. Cha ơi, thuở sanh tiền, nếu các con các cháu thơ dại, có sơ ý lầm lỗi điều chi, có nói những lời gì Phật lòng của cha, thì giờ phút này xin cha hãy tha lỗi cho chúng con, và xin cha hãy nhận của chúng con ba lại sau cùng, để cho chúng con được đáp đền công cha đã sanh chúng con ra và nuôi chúng con khôn lớn nên người. Dạ, gia đình mình quỳ xuống lại cha lại ông ba lại đi, để báo hiếu cho cha lần cuối, để tiễn cha ra đi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật từ bi hiện linh, đón rước linh hồn của cha về nơi cõi Phật. Cha có linh thiêng, xin cha hãy nương theo làn hương khói mà quay trở về nhà, phù hộ cho cháu con trong gia đình thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Nam mô A Di Đà Phật.